Đây là sau việc gặp ngay vận xui phải nhập viện gấp ngay đêm giao thừa. Ngay trong đêm, Lan Phương đã lập tức nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, đến hiện tại thì sức khỏe của cô đã phần nào ổn định hơn. Cách đây vài giờ trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lan Phương vừa kể lại chuyện không hay mà mình gặp ngay thời khắc chuyển giao năm mới, cô cho hay. Đêm cuối năm lại vào bệnh viện do ngộ độc thực phẩm khi đi quay phim, dẫn đến nhiễm trùng đường tiêu hóa, nôn 10 lần, truyền 3 chai nước biển nên trong bụ bẩm lắm, phải dùng kháng sinh nên tạm thời không cho bé bú mấy ngày. Thương Lina thèm bú mẹ lắm, hôm qua bé bú được một lần khi mẹ còn trên giường bệnh rồi thôi. Đêm qua mẹ ru ngủ mà không được bú mẹ, sáng nay bé giận mẹ một chút rồi thôi. Con chắc cũng hơi hiểu là do mẹ bệnh và mẹ không cho con bú là để tốt nhất cho con trong 3 ngày tới. Con cười với mẹ, nụ cười ấy làm ấm áp hẳn căn phòng và làm mẹ có thêm bao sức mạnh. Năm mới đến rồi, cả nhà mình cũng sẽ chăm sóc nhau mạnh khỏe con nhé. Mẹ và Daddy mỗi ngày yêu con nhiều hơn. Để người thân và khán giả không phải lo lắng nhiều, Lan Phương khi trên giường bệnh cũng đã chụp một bức ảnh đi kèm với nụ cười. Tuy nhiên, ai cũng thấy rõ sự mệt mỏi và hốc hác trên gương mặt này. Nhưng khá may mắn khi ở khoảnh khắc nào thì nữ diễn viên cũng có ông xã ngoại quốc bên cạnh chăm sóc, điều này đã khiến cho Lan Phương yên tâm hơn. Sau khi lập gia đình sinh con thì nữ diễn viên đã có một cuộc sống rất hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc yên bình và đặc biệt là nét đáng yêu của cô công chúa vừa chào đời. Chính con gái đã phần nào khiến cho cuộc sống của hai vợ chồng thêm nhiều thay đổi và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Trước khi chính thức làm vợ của chồng Tây tên David, thì Lan Phương cũng khá lận đận trong chuyện tình duyên. Dù cô và ông xã vẫn chưa tổ chức đám cưới rình rang, nhưng cuộc sống bình yên hiện tại còn quan trọng hơn các nghi thức truyền thống. Khán giả cũng thường xuyên gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên trên trang cá nhân khi thấy cô có được một tổ ấm hạnh phúc. Gạo nếp gạo tẻ lấy lại được thiện cảm sau khi bị tẩy chay. Nhân vật do Thúy Ngân, Hoàng Anh, Hồng Vân thể hiện trong phim lần lượt thay đổi tâm tính ở tập mới nhất khiến người xem hài lòng. Tập 104 Gạo nếp gạo tẻ lên sóng tối 1 tháng 1 đánh dấu nhiều thay đổi trong cuộc sống và mối quan hệ của các nhân vật. Chuyển biến ở những tập này giúp bộ phim giành lại thiện cảm từ khán giả. Tập 102 sau khi được đăng tải trên YouTube đã lọt top 1 trending của mạng xã hội này. Những chủ đề về bộ phim trên fanpage của nhà sản xuất cũng được quan tâm, bình luận nhiều hơn. Nhân vật Hân Hoa Hậu do Thúy Ngân thể hiện có nhiều thay đổi hơn cả. Không chỉ bị tuyên án 3 năm tù treo, cô còn có nhiều chuyển biến tâm lý sau khi chứng kiến Kiệt, Trung Dũng trở thành người mất hồn, chỉ biết tìm đến rượu giải sầu vì sự ra đi của Phúc, Thùy Trang. Việc bị Kiệt từ chối nụ hôn và khẳng định người anh yêu là Phúc khiến Hân hiểu ra mình chẳng còn vị trí nào trong lòng chồng cũ. Từ đó, cô không còn tơ tưởng nối lại tình xưa và một lòng vun vén cho chồng cũ với tình mới. Biết chuyện Phúc có ý định mang con ra nước ngoài sinh sống, Hân tìm mọi cách để báo cho Kiệt. Trong lúc đi tìm Kiệt, Hân bị tai nạn nhưng đã bất chấp việc bản thân đang bị thương để giúp anh kịp đến gặp Phúc. Tuy nhiên, vừa thoáng nhìn thấy Kiệt trên đường là Phúc đã vội vã lẩn tránh. Không cam lòng để Kiệt mất đi người mình yêu, Hân tiếp tục đến sân bay tìm Phúc. Tại đây, Hân đã mắng Phúc là kẻ ngu ngốc khi không biết giữ lấy hạnh phúc. Đồng thời cô cũng khẳng định với Phúc rằng giữa cô với Kiệt chỉ là quá khứ và người Kiệt chọn là Phúc. Trước sự ngỡ ngàng hoang mang của Phúc, Hân ngẩng đầu thừa nhận rằng mình là kẻ thô cuộc cao thượng. Biết buông bỏ đúng lúc, Hân có thể tự hào với bản thân rằng mình đã thực sự trưởng thành. Nhân vật công do diễn viên Hoàng Anh đóng cũng có nhiều thay đổi. Anh luôn âm thầm giúp đỡ Hương, Lê Phương vượt qua cú sốc vì cái chết của Tường. Tuy nhiên, anh khẳng định với Hương là chỉ quan tâm cô như một người bạn chứ không lợi dụng thời cơ để hàn gắn. Giờ đây, Hương và Công coi nhau như bạn tri kỷ. Nhờ sự tác động của Hương, Công cũng đã thay đổi cách nhìn về chuyện tình cảm giữa mẹ mình và ông Lực. Anh chấp nhận để mẹ đi thêm bước nữa. Tường đã âm thầm mua lại căn nhà mà gia đình bà Mai, nghệ sĩ Dân Hồng Vân thế chấp để trả nợ cho Hân. Trong di chúc của mình, anh dành tặng tài sản này cho gia đình bà Mai. Tuy nhiên, ông Vương, Mai Huỳnh đã từ chối món quà và tiếp tục sống theo phương châm tự lực cánh sinh. Vẫn phải ở nhà thuê, nhưng gia đình bà Mai đã trở nên đầm ấm hơn khi bà gỡ bỏ được mọi điều hiểu lầm với Hương. Dòng thời gian trong phim trôi đến vài năm sau, khi gia đình bà Mai vẫn ở nhà thuê nhưng trở nên đầm ấm hơn. Trong bữa cơm quay quần, vợ chồng bà Mai hạnh phúc trước sự thành công trong chặng đường mới của ba cô con gái. Vợ chồng chú Quang và các thành viên nhí, trong đó có cả bé Mít, đứa con của Hương và Tường, dù vắng mặt nhưng vẫn được cả nhà nhắc đến. Trong không khí vui vẻ, ba chị em Hương, Hân, Minh lần lượt thực hiện nhiệm vụ quen thuộc là góp tiền nuôi heo đất để tạo nhà mới cho cha mẹ. Trong khi đó, Kiệt vẫn tiếp tục chờ đợi Phúc quay về.
Gạo nếp gạo tẻ dài 109 tập do Võ Thạch Thảo và Nguyễn Hoàng Anh đồng đạo diễn. Phim có sự tham gia của các diễn viên nghệ sĩ Nhân Hồng Vân, Mai Huỳnh, Thúy Ngân, Lê Phương, Phương Hằng, Thanh Thất, Hoàng Anh. Đức Cọt, lết mãi mới lên 7 triệu một tháng, nhìn con số của Công Phượng, Dũng mà hoa cả mắt. Nhìn bảng lương của các cầu thủ mà quá choáng, hiện tại chắc chỉ có Đức Cọt là thấp nhất trong đội. Đầu tiên là về các cầu thủ trẻ thuộc khóa 1 của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, được Bầu Đức trả cho 15 triệu đồng một tháng vào năm 2017. Toàn bộ các thành viên này đều đã ký hợp đồng có thời hạn 8 năm với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sau khi tốt nghiệp khóa 1 của Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Trước đó năm 2016, Công Phượng được người hâm mộ nước nhà tự hào vì là cầu thủ thứ hai sau Công Vinh đi du đấu nước ngoài. Mặc dù thời gian ở Nhật, Công Phượng không mấy được trọng dụng, thế nhưng mức lương 3.000 đô một tháng, tương đương 70 triệu đồng của anh vẫn tốt hơn hẳn so với đồng nghiệp ở Việt Nam. Còn Xuân Trường trước đó cũng được Philip mượn trong thời gian 2 năm cùng mức phí kỷ luật 300.000 đô và mức lương cũng khoảng 70 triệu đồng một tháng như Công Phượng. Trong khi các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nhận được mức lương khá ổn, thì Phan Văn Đức khi chơi cho Sông Lam Nghệ An chắc là bèo bọt nhất. Năm 2015 chỉ nhận được khoảng vài trăm nghìn trợ cấp. Mẹ Văn Đức từng tiết lộ mãi đến 2017, Đức mới được mức lương 3 triệu và sau giải U23 châu Á 2017 mới lên 7 triệu. Tiến Dũng lên đội 1 Thanh Hóa năm 2016 với mức lương 10 triệu đồng. Sau khi cùng U20 Việt Nam tham dự U20 FIFA World Cup đầu năm 2017, anh được lãnh đạo câu lạc bộ đặt cách tăng lương gấp đôi. Tương đương mức trung bình của các cầu thủ thường xuyên ra sân V-League, dù chỉ là thủ môn số 2 của đội bóng, thường xuyên dự bị. Với mức lương hiện tại là 20 triệu, tương đương mức trung bình các cầu thủ thường xuyên ra sân ở V-League, thậm chí so với các đồng đội U23 Việt Nam, mức lương của Tiến Dũng nằm trong top đầu, cao hơn Quang Hải và Đức Chinh. Trước đó, khi ở câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, Quế Ngọc Hải cũng nhận 15 triệu đồng một tháng, nhưng thực lĩnh thì chỉ hơn 11 triệu vì bị trừ thuế và các khoản phí khác tại câu lạc bộ. Hiện tại, trung vệ này đã đồng ý gia nhập câu lạc bộ Thải Công, tên trước đó là Viettel. Được biết, Quế Ngọc Hải sẽ nhận mức tiền lót tay 3 tỷ đồng một năm kèm tiền lương cùng những khoản đãi ngộ khác. Hiện tại, lương của cầu thủ Văn Quyết chắc khiến mọi người choáng nhất. Năm 2014, Văn Quyết từ chối sang Nhật Bản với mức lương là 210 triệu. Và năm 2018 vừa qua, anh cũng đã từ chối sang Malaysia với mức lương 300 triệu một tháng để gắn bó với Hà Nội FC. Hiện Văn Quyết là trụ cột của Hà Nội FC và mức lương của anh được cho là vào khoảng 60-70 triệu đồng một tháng. Bi Trần, tôi dạy gái vì muốn giữ hình ảnh của mẹ bên mình mãi. Tôi nhớ hoài câu nói của mẹ, tại sao con làm cho nhiều người vui, mang niềm vui tới cho mọi người mà không mang niềm vui cho gia đình. Câu nói đó ghé mạnh cho tôi tới tận bây giờ, Bi Trần trải lòng. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dạy gái. Sở hữu nhiều clip hài Paradise có lượng xem cả triệu view trên YouTube và cũng được nhiều khán giả yêu mến. Điều này so với lúc mới bước vào nghề, có giống như những gì Bi Trần hình dung. Việc được khán giả biết tới qua các clip hài Paradise dạ gái không giống như những gì tôi từng hình dung. Từ khi còn đi học, lĩnh vực tôi thích là thiết kế thời trang. Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ đi theo nghề diễn viên. Tôi nhớ lúc đó bạn bè còn nói sao nói chuyện vui vui thế không đi làm diễn viên hài. Nhưng tôi nghĩ, làm diễn viên hài không kiếm được nhiều tiền thì làm gì? Tôi thực tế như vậy đấy. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi được đến con đường này, lại chưa bao giờ nghĩ sẽ dạ gái. Thực sự chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ dạ gái. Ngày trước tôi còn ngại những vai ẻo lả, chứ đừng nói dạ gái. Vì tướng bự con, mặt bọng trợn, sao ra nét con gái. Rồi sau đó có các sản phẩm Paradise như Tình Thơ, Mình Yêu Nhau Đi, được mọi người thích và tôi thấy mình có khả năng. Dĩ nhiên để có được ngày hôm nay, tôi từng bị chê rất nhiều. Họ nói sao dạ gái gì mà nhìn đàn ông, nhìn thô thế. Nhưng chính những lời chê đó đã khiến tôi làm cho bằng được. Người ta càng nói mình càng làm, tới khi nào họ chấp nhận mới thôi. Tôi chăm chút từ make up, làm tóc đến trang phục sao cho đẹp nhất, hoàn thiện nhất có thể. Tới lúc đồng nghiệp người thân nói dạ gái đẹp quá, tôi mới chấp nhận cho bản thân. Với tôi cái gì cũng vậy, mình phải kiên định quyết tâm mới thành công được. Theo nghệ thuật là một chuyện, còn dạ gái gia đình anh có phản đối. Lúc đầu ba mẹ tôi cũng sợ lắm, sợ con mình dạ gái rồi giống những người đi hát hội chợ lô tô này kia. Tôi phải giải thích rằng mình không chuyển giới mà đó chỉ là phục vụ cho công việc. Nếu dần dần
ba mẹ cũng chấp nhận và sau này ba còn chở đi diễn bình thường, từ từ ba cũng quen luôn. Nếu không phải BB Trần xuất hiện trong các hình ảnh giả gái, thì sẽ là một BB Trần như thế nào? Vẫn sẽ là một BB Trần bình thường, đóng vai nam bình thường, vai đồng tính hay hài hước chẳng hạn. Sau này có những người chưa biết tôi từng tham gia nhóm BB & BG sẽ nghĩ chắc tôi chỉ giả gái thôi. Nhưng thật ra trước đây tôi từng diễn vai nam và không giả gái, vai gì tôi cũng diễn được hết. Khán giả họ đang muốn hình ảnh như vậy, thích mình ở vai giả gái thì tại sao không phát huy? Nếu làm cái khác có khi mọi người còn không thích hơn. Khi mẹ mất, dường như toàn bộ mục đích sống của tôi cũng mất hết. Ngày xưa BB Trần ở nhóm BB & BG được khán giả trẻ nhắc đến nhiều, còn BB Trần bây giờ là nhiều lứa tuổi khán giả hơn. Sự thay đổi đó cũng đồng nghĩa với thành công, hiện rõ trước mắt, những tiếng tăm khiến anh được và mất gì. Được rất nhiều và mất cũng không ít. Cái mất khiến tôi hối hận nhất là gia đình. Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho công việc, tới mức mẹ mình bệnh cũng không thể ở bên chăm sóc đàng hoàng. Đến khi mẹ mất, tôi mới nhận mình nhận ra mọi thứ quá muộn màng và tự trách bản thân rất nhiều. Tôi nhớ hoài câu nói của mẹ, tại sao con làm cho nhiều người vui, mang niềm vui cho tới nhiều người mà không mang niềm vui đến cho gia đình mình. Câu nói đó gây ám ảnh cho tôi tới tận bây giờ. Thậm chí bây giờ về thắp nhang cho mẹ, tôi còn không dám nhìn vào tấm di ảnh trên bàn thờ vì thấy quá có lỗi. Tôi bị ám ảnh, suốt những ngày tháng mẹ bị bệnh mà không được ở bên cạnh mẹ. Tôi chỉ ước những ngày tháng đó mình gác lại công việc sang một bên để dành thời gian cho mẹ nhiều hơn, để cho mẹ có mất cũng không hối hận, còn hơn cứ lo kiếm tiền. Cứ nghĩ có tiền sẽ trị bệnh cho mẹ, thì khi mẹ mất tiền cũng không còn ý nghĩa. Khi mẹ mất, dường như toàn bộ mục đích sống của tôi cũng mất hết. Lúc đó tôi nghĩ mình kiếm tiền cho ai, kiếm tiền làm gì, mọi thứ hoàn toàn rơi xuống vực. Đó là khoảng thời gian cực kỳ kinh khủng. Tôi còn có suy nghĩ tiêu cực rằng tại sao cứ mang niềm vui tới cho mọi người rồi mất đi một người yêu thương quá lớn trong cuộc đời. Nhưng rồi nghĩ lại cái gì cũng là số phận, tôi phải sống tốt hơn để cho mẹ thấy rằng con mẹ là người có ích cho xã hội, như cách để tự an ủi cho mình.